làm sao để biết được người ấy là người duy nhất mà vũ trụ dành cho bạn những dấu hiệu rất rõ ràng điều thứ nhất nếu bạn đang cầu nguyện với vũ trụ và yêu cầu vũ trụ xác nhận người ấy có phải là người tri kỷ của bạn hay không bạn có thể tin tưởng vũ trụ sẽ nói chuyện với bạn và xác nhận điều đó vũ trụ có thể nói theo nhiều cách khác nhau Đôi khi vũ trụ có thể nói chuyện với bạn qua giấc mơ của bạn. Hoặc đôi khi vũ trụ nói qua một người bạn, một người trong gia đình của bạn, hoặc một người hoàn toàn xa lạ. Bạn hãy chú ý lắng nghe những điều gì cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống của bạn. Điều thứ hai, bạn an tâm về mối quan hệ. Có một cảm giác bình an mạnh mẽ. Đó là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang phù hợp với ý muốn của vũ trụ cho cuộc đời bạn nếu cả hai bạn đều có một sự bình an khi ở bên nhau thì đây là dấu hiệu từ vũ trụ xác nhận rằng người ấy là người duy nhất mà vũ trụ dành cho bạn nhưng nếu người ấy có vẻ là một người tuyệt vời nhưng bạn lại cảm thấy có điều gì đó không ổn hãy cầu nguyện và quan sát những gì vũ trụ đang cố gắng nói với bạn nếu bạn vẫn không cảm thấy yên tâm về mối quan hệ đây có thể là dấu hiệu cho thấy rằng người ấy không phải là người duy nhất, hoặc bạn đã chọn sai thời điểm để theo đuổi một mối quan hệ. Điều thứ ba, nếu người ấy nói yêu bạn nhưng không biến tình yêu này thành hành động thì có thể người ấy không phải là người mà vũ trụ dành cho bạn. Tình yêu đích thực của bạn là người biết lắng nghe, hiểu và thương bạn, sẵn sàng hy sinh vì bạn. Điều thứ tư, gia đình và bạn bè của bạn chấp thuận điều quan trọng là người ấy của bạn phải gặp gia đình và bạn bè thân thiết của bạn và nhận được sự chấp thuận từ họ gia đình và bạn bè thân thiết của bạn chỉ muốn những gì tốt nhất cho bạn và nếu có điều gì đó khiến họ cảm thấy không hài lòng về người này thì tốt nhất bạn nên lắng nghe những gì họ nói họ có thể thấy điều gì đó ở người này mà bạn không thấy nếu một người bạn hoặc thành viên gia đình có lý do chính đáng để không chấp nhận mối quan hệ của bạn thì tốt nhất bạn nên chờ đợi và xem xét liệu vấn đề có thể được giải quyết hay không điều thứ năm các bạn yêu thích tận hưởng thời gian bên nhau có thể có một số phẩm chất mà bạn thực sự yêu thích ở người ấy chẳng hạn như niềm đam mê và tấm lòng của người ấy dành cho mọi người nhưng bạn có thực sự thích dành thời gian cho nhau hay không khi bạn dành thời gian cho nhau, bạn có thực sự thích tâm sự cùng nhau hay không? Đôi khi thật dễ dàng để tập trung vào những phẩm chất và đặc điểm của người ấy. Nhưng có thể tận hưởng thời gian bạn dành cho nhau cũng rất quan trọng. Và bạn không cần phải có tất cả các mối quan tâm và sở thích giống nhau. Nhưng có thể tìm thấy những điều gì đó mà bạn thích làm cùng nhau sẽ rất quan trọng đối với mối quan hệ và hôn nhân của bạn. Điều thứ sáu, bạn có thể tưởng tượng mình sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình với người này trải qua điều tốt cả điều xấu khi bạn cam kết trở thành vợ của người ấy hoặc chồng của người ấy bạn đang hứa sẽ yêu người ấy tất cả những ngày trong cuộc đời bạn cho dù tốt hay xấu bạn có thể tưởng tượng việc đứng bên cạnh người ấy khi người ấy ốm hay không bạn có thể tưởng tượng được việc ở bên người ấy khi mất đi một người thân hay không hoặc nếu người ấy mất việc hay không hoặc bạn có thể tưởng tượng việc đặt lợi ích của người ấy lên trên sở thích của bạn hay không đôi khi tình yêu có thể giống như một sự lựa chọn và nó có thể có nghĩa là chọn ở bên người ấy bất kể điều gì xảy ra xung quanh bạn điều thứ bảy mong muốn kết hôn của bạn được thúc đẩy bởi tình yêu không phải ham muốn điều quan trọng là không nhầm lẫn ham muốn với tình yêu nếu bạn đã có quan hệ thể xác với người ấy điều quan trọng là phải hiểu sức mạnh và ảnh hưởng của sự ràng buộc tâm hồn trong một mối quan hệ nếu bạn xa đà và để mọi thứ đi quá xa về thể chất tốt nhất bạn nên đặt ranh giới về thể chất và tập trung vào việc liệu hai bạn có thực sự tương thích với nhau hay không và nếu ham muốn là thứ duy nhất thúc đẩy mối quan hệ của bạn thì có thể người ấy không phải là người vũ trụ dành cho bạn tìm kiếm lời khuyên của vũ trụ xung quanh bạn và hãy cầu nguyện để phá vỡ những ràng buộc tâm hồn có thể đã hình thành. Hoặc cầu nguyện chống lại bất kỳ dục vọng nào có thể đã bén rễ trong mối quan hệ. Điều thứ 8. Nếu bạn tin rằng người ấy là người duy nhất mà vũ trụ dành cho bạn, nhưng có một số dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng, tốt nhất bạn nên chờ xem liệu một số dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm này có thể được giải quyết hay không. Điều thứ 9 mặc dù bạn có thể có những công việc hoặc nghề nghiệp khác nhau, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra những món quà và kỹ năng của bạn phù hợp và bổ sung cho nhau như thế nào. Điều quan trọng là phải nhận ra cả điểm mạnh và điểm yếu của bạn để xem làm thế nào bạn có thể giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành các kế hoạch và mục đích và vũ trụ dành cho cả hai bạn trong cuộc sống hôn nhân của bạn. Điều thứ 10, đôi khi bạn biết người ấy là người mà vũ trụ dành cho bạn thông qua cầu nguyện có thể bạn đã cầu nguyện cho người chồng tương lai của mình có những phẩm chất và đặc điểm nhất định và người ấy có tất cả những phẩm chất mà bạn đã cầu nguyện hoặc có thể bạn đã đặc biệt cầu nguyện cho một người nào đó trong một thời gian khá lâu và cuối cùng người ấy cũng quan tâm đến bạn và bạn cũng hãy nhớ một dấu hiệu vô cùng quan trọng cho thấy rằng đây là thời điểm thiêng liêng bạn gặp được tri kỷ của mình, một người yêu thương mình rất sâu đậm. Đó chính là bạn đã sẵn sàng cho tình yêu này. Bạn đã giải phóng tất cả những ràng buộc thuộc về quá khứ của mình. Bạn đã tự mình chữa lành những tổn thương và cảm thấy cuộc sống của các bạn đang rất cân bằng. Bạn biết cách chăm sóc tử tế bản thân mình từ cơ thể vật lý, tinh thần đến tâm linh. Và bạn hoàn toàn ổn với việc bạn độc thân ngay bây giờ. Đó là những dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy rằng đây là thời điểm thiêng liêng bạn sẽ gặp được tri kỷ của mình. Và với tình yêu mà bạn đang có, bạn đã có những kinh nghiệm trong cuộc sống của mình, bạn có thể nuôi dưỡng tình yêu với người ấy của bạn thật sâu đậm và bền chặt. Và khi năng lượng của bạn cân bằng, bạn gặp tri kỷ của bạn, trực giác của bạn sẽ báo cho bạn biết rằng đây là người sẽ gắn bó với bạn suốt cả cuộc đời. Mỗi ngày các bạn hãy cộng hưởng với những bài viết, những video nhà trị liệu quốc anh chia sẻ để hỗ trợ các bạn nâng cao rung động và tự chữa lành giải phóng những năng lượng nghiệp tiêu cực của mình, đồng thời nâng cao rung động của mình. Các bạn sẽ phát triển khả năng tự nhận thức của mình. Các bạn sẽ tự nhận ra ai là tri kỷ của các bạn, đâu là những thông điệp, những tín hiệu từ vũ trụ một cách rất rõ ràng. Chuỗi đá mặt trăng là chuỗi đá hồ mền tình yêu bảo vệ hào quang của bạn khỏi năng lượng độc hại tiêu cực những linh hồn ác ý hãy nhớ đeo chuỗi đá mặt trăng các bạn thỉnh từ đàn cầu nguyện nhà trị liệu quốc anh khi tiếp xúc với con người và hoàn cảnh bên ngoài đặc biệt là ở những nơi đông người nó sẽ hỗ trợ bạn tích cực trong việc nhận ra những năng lượng độc hại xung quanh bảo vệ năng lượng của bạn và hỗ trợ bạn có được sự bình tĩnh và khôn ngoan chuỗi đá mặt trăng bảo vệ bạn khỏi những lời nguyền những linh hồn ác ý khi các bạn lắng nghe những câu thần chú tình yêu do nhà trị liệu quốc anh chia sẻ hãy đeo chuỗi đá mặt trăng trên tay trái của mình để cộng hưởng năng lượng rung động cao hãy dõi theo những bài viết và video quốc anh hướng dẫn mỗi ngày để sạc đầy năng lượng rung động cao cho những vật phẩm tâm linh bạn có thể thỉnh những chuỗi đá mặt trăng về để hộ mệnh cho mình trong cuộc sống và trên con đường tâm linh